Xin chào. Hôm nay mình vừa đi chợ về thì bây giờ mình đang chuẩn bị làm bữa tối. Thì các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm món sò điệp hấp với tỏi và bơ. Sau đó mình sẽ cho một chút sốt cà chua, ớt cà chua lên và một chút miến lên. Thì mình sẽ ăn như vậy nhé. Đây là mình mới mua được một hộp sò điệp đã đóng đá và đã bóc ra cho sẵn sàng, thì mình chỉ cần xếp lên nồi để mình hấp thôi. Có 11 đồng 62 thôi nên là khá là rẻ. Tính ra tiền Việt Nam chắc khoảng tầm 200.000 tiền Việt Nam. Một hộp này khá là to. Bây giờ các bạn cùng mình làm nhá. Đây là sò điệp mình đã xếp một lớp. Đây rồi, mình tiếp tục xếp vào. Nó không hát còn đóng đá, nhưng mà khi mình hấp như thế này thì nó sẽ giữ được cái độ mềm và độ ngọt của sò đấy. Thay vì mình hấp, tại vì nó cũng không được tươi rồi, nó không phải là đồ tươi luôn đấy, nhưng mà cái này cũng khá là tươi tại người ta đóng hộp hôm nay. Mình tiếp tục xếp vào một tầng nữa, một tầng chưa hết một hộp. Một hộp này khá là nhiều. Đây, sò điệp này mình đã để hơi tan đá một chút rồi. Mình sẽ để nguyên, hẳn còn một ít đá mình hấp luôn. Không cần phải đợi tan đá hết đâu các bạn. Hai tầng là sẽ hết một khay. Khay này khá là nhiều. Và mình sẽ cho tỏi và sốt cà chua, ớt cà chua và một chút bơ lên. Thế là mình sẽ có một món sò điệp rất là ngon. Thì bây giờ mình đã xếp xong rồi đây. Và đây mình có bơ, mình đã cho vào microwave cho nó tan ra một chút rồi. Đây là tỏi bằm, mình đã bằm sẵn ở đây. Và mình sẽ dùng tương cà, ớt cà của hiệu này. Mình mua ở Thiên Thi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu vào nhé các bạn. Trước mình sẽ cho bơ, một lớp bơ. Nếu bạn không thích bơ thì cũng không cần cho bơ, cho dầu ô liu cũng được. Sau đó mình sẽ cho tỏi, không cần nhiều tỏi quá đâu, mà cũng tùy theo lượng bạn thích ăn tỏi nhiều hay ít nữa. Mình thì cũng khá là thích ăn tỏi nên mình sẽ cho khá là nhiều. Tí nữa mình hấp xong ấy, những cái nước ngọt nó ra, rồi mùi tỏi, mùi béo béo của bơ, mùi thơm thơm cay cay ngọt ngọt của sốt cà chua, ớt cà chua rất là ngon. Món ăn này mình có một lần mẹ chồng mình làm cho mình ăn, thế là xong rồi mình thích.
Ở đợt trước có đi thiền thi nhưng mà mình không có tìm thấy cái con sò điệp này. Thế hôm nay nhìn thấy là mình mua luôn. Mua về mình làm, đây là mình làm bữa tối ăn nhẹ thôi, không có ăn nhiều. Đó, mình cho sau rồi mình sẽ cho một chút tương cà lên, gọi là ít thôi cho nhiều quả nó cay. Cái tương cà này nó cũng không cay lắm đâu, nhưng mà mình cũng không thích ăn cay nhiều lắm. Tương cà nó cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Nó rất là phù hợp cho nhiều món ăn. Không muốn dùng đến tay nên là không muốn dùng, muốn làm một cách đơn giản nhất. Một tay mình đang bê đồ nên là mình sẽ không dùng tay kia, chỉ dùng có một tay là cho vào đây thôi. Rồi thế là giờ rồi, em hơi ít một chút cho thêm một chút này. Rồi đấy, nhìn hấp dẫn quá. Đây, thêm một chút nữa. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ cho miến, là một lớp miến lên nữa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho. Thì mình sẽ cho như thế này. Đấy, sẽ làm cho nó đẹp đẹp một chút nhá. Ok, đấy, thật là đơn giản. Mình sẽ được có một món ăn khá là đẹp và ngon. Cái này chắc là hơi nhiều miếng một chút. Rồi, không sao. Rồi, xong. Đợt trước mẹ chồng mình mua được cả con sò điệp to hơn cơ, to gấp đôi thế này ấy. Nên là chắc là như thế làm nó sẽ dễ hơn ấy. Sò điệp này hơi nhỏ đấy. Muốn làm cái kiểu cho miến như thế này ấy, thì nó hơi hơi nhỏ ấy. Cũng vẫn ok. Mẹ chồng mình làm ở chợ thiên thi ấy. Nên là khi có những cái hàng ngon ấy, thỉnh thoảng mình cũng dặn mẹ mua hộ ấy. Với lại mình cũng kiểu là nhân viên nên là cũng có những discount này nọ ấy. Được giảm giá một chút. Đó, này chắc hơi nhiều đấy. Mình cho nhiều quá, nếu mà mình muốn ăn thêm mình có thể xào riêng ra, tại vì nếu mà cho nhiều quá thì nó sẽ không đẹp đâu. Và lát nữa lấy ra cũng khó đấy, mà chắc một tí nữa mình cứ bỏ ra rồi nó nguội xong mình ăn, không cần phải cho ra đĩa nữa. Cho ra đĩa mất công quá, lại mất công rửa. Rửa đĩa thì mình cũng không ngại đâu, nhưng mà mình cảm thấy không cần thiết nên là chắc là mình sẽ không cho ra đĩa đâu. Mình sẽ để cho lát nữa để nguội xong rồi hai vợ chồng chiến đấu. Các bạn có nhìn thấy nó có đẹp không? Này cũng khá là đẹp mà, khá là ngon và khá là đẹp, vì bơ nó cũng hơi mặn rồi mà
yêu hải sản thì nó cũng mặn, hơi mặn mặn rồi, nên là mình sẽ, có lẽ mình sẽ cho một lớp muối thật là mỏng thôi. Nếu mà các bạn thích ăn nhạt thì không cần phải cho gì nữa đâu. Như thế này là đã. Tí nữa cái nước ngọt này, rồi độ mặn từ con sò điệp và cái sốt cà, tương cà và bơ thì nó cũng vừa ăn rồi, khá là vừa ăn rồi, nên mình cũng không cần phải cho nhiều thứ quá đâu. Thế đây là một cách mà mẹ chồng mình làm, thì mình ăn mình thấy ngon, ngon quá nên là mình sẽ làm nè. Ngon mà ăn nhẹ bụng ấy. Tại vì cũng là bữa tối rồi, tối bên cũng muộn rồi nên là mình sẽ không muốn ăn gì mà quá nặng bụng thì rất là khó chịu, khó ngủ. Miến nè, nó có ít calo thôi. Rồi. Không cần phải làm nó quá perfect, không phải cần nó quá hoàn hảo làm gì. Tại vì ấy, có gì là hoàn hảo đâu, đúng không các bạn? Thế là mình đã hoàn thành xong một khay sò điệp hấp. Bây giờ mình sẽ cho lên hấp. Có lẽ mình sẽ hấp trong khoảng 15 phút. Tại vì nó mình làm từ hiện tại thì nó cũng tan đá khá là nhiều rồi ấy. Nhưng mà chắc mình cứ cho 15 phút đi. Hay là cho 10 phút trước đi. 10 phút mình sẽ kiểm tra xem đã chín vừa ăn chưa. Xong rồi mình sẽ, nếu mà cần thêm thì mình sẽ hấp thêm. Ok. Bây giờ mình sẽ tạm thời sẽ hấp cái khay này nhá. Và món sò điệp của mình đã xong rồi đây các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây là miến thừa nên mình cho luôn ở đấy. Lát nữa mình ăn. Wow, ngon quá, thơm ghê lắm. Thơm lắm, thơm lắm các bạn ạ. Thơm mùi tỏi. Rất là thơm, ngon. Nếu mà... À thực ra là mình hấp có 4 phút thôi. Tại sò mình nhỏ ấy. Mình hỏi lại mẹ ấy, thì mẹ bảo thế. Bảo hấp có 4-5 phút thôi. Sò to thì hấp lâu lâu một chút thôi. Sò nhỏ thì hấp ít thôi. Thì đấy, mình hấp có 4 phút thôi là đã được rồi. Không có lâu. Mà làm món này thật là dễ và nhanh. Mà lại ngon. Món này mình rất là thích. Nếu mà các bạn ăn thử xe làm giống mình ăn thử, nếu mà thấy nhạt thì mình có thể ăn với sốt xì dầu nữa. Và đây là thành quả của mình. Yeah. Quá là hấp dẫn, quá là ngon luôn. Yeah, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn ơi. Đây là con sò điệp mà mình đã làm xong. Wow, ngon không các bạn? Rất là ngon luôn. Nào, mình sẽ ăn thử. Tại mình để nó hơi nguội một chút. Thế nào? Cái này chồng mình bảo là hơi nhiều ớt, hơi cay. Thì mình sẽ cho bớt ra một chút. Ngon quá. Rồi các bạn hãy làm thử và cùng thưởng thức cùng gia đình nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chiến đấu những con còn lại. Thì các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh giúp mình và subscribe kênh giúp mình để mình có thêm nhiều động lực để làm những video tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.